Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách copy các folder từ folder chia sẻ về tài khoản MyDrive của các bạn, hoặc là các bạn có thể áp dụng cách này để copy vào cái bộ nhớ dùng chung, copy từ folder chia sẻ về Team Drive hoặc là tài khoản MyDrive. Với cách này thì bạn sẽ vượt qua giới hạn 750 GB mặc định cho một tài khoản một ngày. Và các bạn áp dụng thủ thuật này thì các bạn có thể copy 7,5 TB chỉ trong vòng một ngày. Và đặc biệt cái cách này thì nó lại copy dữ liệu rất nhiều vào tài khoản MyDrive của các bạn, nhưng nó lại không chiếm vào cái bộ nhớ của các bạn. Ở đây thì mình đã đăng nhập sẵn một cái tài khoản, như các bạn nhìn thấy là cái tài khoản này của mình, bộ nhớ 15 GB, mình chưa lưu trữ bất kỳ một dữ liệu nào cả. Chúng ta sẽ đi lần lượt các bước. Bước đầu tiên thì các bạn cần tải cái phần mềm Python. Các bạn vào trang chủ, tất cả các cái này thì mình sẽ để ở link để cho các bạn download về. Các bạn hãy bình tĩnh làm theo mình từng bước nhé. Các bạn tải Python và bấm cài đặt Python bình thường. Cái bước này các bạn chú ý là phải tích vào cái S Python path, nếu không là các bạn thao tác nó sẽ bị lỗi đấy. Các bạn bấm vào Custom. Các bạn chọn đường dẫn ổ C để cài đặt Python đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ sử dụng Python là một Rclang và Auto Rclang để chúng ta có thể vượt qua cái giới hạn 750 GB một ngày cho một tài khoản. Thì với cách làm này thì các bạn sẽ vượt qua được cái giới hạn đó. Như vậy là bước cài đặt Python của chúng ta sẽ rất nhanh chóng thôi. Các bạn bấm Close. Bước 2 thì bạn sẽ tải một cái bộ mã nguồn có tên là AutoRclang. Cái mã này được chia sẻ ở trên trang GitHub và mình cũng sẽ để đường link để các bạn tiện download. Các bạn bấm vào code và bấm vào download zip. Sau khi các bạn tải về thì các bạn giải nén cái AutoRclang này, các bạn giải nén nhé. Cái cách này nó hay cái là nó lại còn không chiếm vào cái bộ nhớ mặc định 15 GB của các bạn, mặc dù cái tài khoản của bạn 15 GB thôi, nhưng mà các bạn có thể upload vào chính cái tài khoản Google Drive của các bạn không giới hạn luôn. Đấy, bước này các bạn đổi tên. Đấy, sau khi các bạn giải nén thì nó sẽ có các cái folder và file như thế này. Mình sẽ để ở ngoài màn hình desktop để cho các bạn dễ quan sát và theo dõi. Tiếp theo thì bạn vào trang chủ của Rclang để các bạn download. Tùy theo hệ điều hành của bạn 64 hay 32 bit mà các bạn tải tương ứng nhé. Các bạn giải nén cái Rclang các bạn vừa download về vào cái thư mục khi nãy mình để ở ngoài desktop. Thư mục có tên là Auto Rclang, các bạn giải nén đúng vào cái cùng một cái folder đó. Như vậy là mình đã giải nén xong. Cái file này mình có thể xóa đi.
Đấy, sau khi các bạn tải về giải nén vào đúng cái folder autoclan thì các bạn copy toàn bộ cái file ở trong folder đó đưa ra cùng với cái folder autoclan ấy. Đấy, các bạn dán đúng vào folder ở đây. Đấy. Đây là toàn bộ các file và folder sau khi các bạn đã tải từ hai trang gclang và từ trang GitHub. Đến phần thứ hai các bạn cần bật cái enable Google Drive API thì cái đường link đây mình sẽ copy cái đường link và toàn bộ cái này mình sẽ chia sẻ ở phần mô tả để các bạn chỉ việc copy thôi. Các bạn bấm vào cái phần enable Google Drive API. Tiếp chuyển qua cái Google API console. Chỗ này các bạn có thể chọn Singapore hoặc Việt Nam, mình cứ để mặc định và tiếp tục. Ok, chỗ này các bạn tạo một cái new project nhé. Đặt tên cho project. Ví dụ của mình đặt tên là Auto Reclan. Bấm create để tạo. Như vậy chúng ta vừa tạo xong một cái project. Nếu các bạn có nhiều project thì các bạn có thể chọn đúng cái project của các bạn nhé. À, đây là một cái project mới và mình sẽ active. Các bạn vào cái ô tìm kiếm các bạn gõ Google Drive API. Đó, các bạn chọn và các bạn cần bật cái Google Drive này. Các bạn kích hoạt enable. Các bạn bấm vào active. Ok, các bạn tiếp theo bấm create đấy. Chỗ này các bạn chọn cái API là Google Drive. API. Chọn user data. Cái phần application name kia các bạn đặt tên bất kỳ. Ví dụ mình sẽ để là app. Địa chỉ email các bạn nhập đúng cái địa chỉ email các bạn đang sử dụng đăng nhập và bấm lưu tiếp tục. Tiếp tục kéo xuống dưới và các bạn tiếp tục bấm Save and Continue tiếp tục. Chỗ này các bạn chọn kiểu là Desktop Application và các bạn bấm đặt tên. Đặt tên thì cái này bạn đặt tên bất kỳ tên gì cũng được. Sau khi đặt tên xong thì bạn sẽ bấm vào To Create để tạo cái Authenticate ID này. Các bạn cần tải cái file Johnson về. Đấy, bấm vào To Download để tải về. Bấm OK để hoàn tất cái bước xác thực này. Nếu các bạn bỏ qua cái bấm download thì các bạn có thể bấm vào cái tên desktop này, các bạn vừa đặt tên đấy và bấm vào download để tải cái file JSON về. Sau khi tải về thì các bạn cũng đổi lại tên. Đây là cái file JSON các bạn vừa tải về nhưng mà các bạn cần phải đổi lại tên này và đưa vào cái chung một cái folder mà khi nãy mình đã để ở ngoài desktop. Ok. Các bạn sẽ cần đổi lại tên là Credentials. Các bạn nhớ là nó phân biệt ký tự viết hoa và viết thường nên các bạn đổi tên toàn bộ là ký tự viết thường thôi để tránh bị lỗi. Sau khi các bạn đổi đúng tên Credentials này thì các bạn đưa vào đúng cái folder, chung một cái folder. Duy nhất có một folder AutoReclan kia mà thôi. Đấy. Đấy. Credentials.
Đây là cái account chưa có tài khoản nào, tí nữa mình thao tác thì nó sẽ có tài khoản ở trong đó. Như vậy là cái bước 2 enable chúng ta xong rồi nhá. Cái này giao diện tiếng Pháp mình sẽ chuyển sang tiếng Anh. Các bạn nhớ add user. Các bạn nhập vào cái địa chỉ email của các bạn. Nếu các bạn không nhập email thì các bạn sẽ không copy được đâu. Nên bước này các bạn bắt buộc phải làm, nếu không là các bạn sẽ gặp lỗi thì các bạn lại khó khăn. Cho nên cái bước này các bạn cần phải add ngay user vào. Quay trở lại tài khoản. Bước 3 thì chúng ta sẽ tạo các cái sát để chúng ta copy vào Google Team. Trước khi qua bước 3 thì trở lại cái folder này, các bạn gõ chữ CMD ở trên cái thanh trạng thái kia và các bạn bấm Enter để mở cửa sổ comment. Và các bạn copy một cái đoạn lệnh để nó cài cái mã của tác giả mà tác giả hướng dẫn. Ở đây mình sẽ chỉnh lại phông và kích thước cho to để các bạn dễ nhìn. Ok. Đấy, các bạn gõ PIT3 cách install requirement. Đấy. Chờ một lát thì nó chạy xong, nó sẽ có cái bản update theo hướng dẫn. Update là nếu các bạn thấy nhìn thấy cái dòng chữ C hai chấm gạch chéo Python ấy, thì các bạn copy cái đoạn C này này. Để copy được thì bạn vào Edit Mark. Đấy, các bạn mới bôi đen được. Các bạn copy cái đoạn này, các bạn update nhá. Edit copy và edit paste. Các bạn enter để nó cập nhật version 21.2.4 mới nhất. Các bạn bấm Enter. Như vậy là nó đã cài thành công cái PIP 21.2.4 rồi. Tiếp theo các bạn chạy câu lệnh này để nó tạo cái tài khoản. Cái này là cái dự án của các bạn, cái dấu trừ một hay là một hay là hai thì tùy. Cái này là trừ một là cái tài khoản mặc định mà có. Đấy. Các bạn copy các cái từ cái chữ delete đấy, copy hết nha, các bạn đưa vào cái notepad các bạn dán vào, các bạn xóa bỏ cái đoạn chữ ở đầu đi. Đấy, các bạn lấy từ cái chữ HTTP. Đấy. Chỗ này các bạn xóa để cho nó cùng một hàng nhé, bởi vì nó đang bị enter xuống hàng. Cho nên cái toàn bộ các cái ký tự này nó phải liền nhau, không có enter xuống hàng đâu nhé. Copy này, các bạn dán vào trình duyệt để nó xác thực. Ok, bạn chọn cái tài khoản email của các bạn. Bấm tiếp tục. Các bạn tích chọn để cho phép hết nhé. Các bạn copy cái đoạn mã này và dán vào cái cửa sổ comment. Các bạn dán vào đây. Sau đó các bạn bấm Enter. Các bạn tiếp tục bấm Enter nhé. Cái bước này nó sẽ tạo ra 100 cái tài khoản người dùng khác nữa để cho các bạn có 100 cái user.
Và sau khi các bạn bấm create account kia kìa, thì trong cái folder account nó sẽ xuất hiện 100 cái email nữa. Đấy, các bạn chờ một tí thì ở cái folder account này nó sẽ xuất hiện 100 cái account nữa. Đấy, nó đang download key từ cái project. Đấy, như vậy là chúng ta đã có 100 cái tài khoản người dùng khác nữa. Đấy, đuôi của nó là chấm Johnson Johnson. Đấy, toàn bộ 100 ấy, người dùng đã tải về cái account đấy. Như vậy bước tạo 100 cái account xong rồi nhá. Bạn có thể tạo nhiều project, mỗi một project là 100 cái account. Ở đây mình tạo mới một project thôi. Đấy, bước 3 chúng ta xong. Bước 4 thì các bạn sẽ add vào group, cho 100 cái account đấy vào group group để chúng ta dễ quản lý. Đó, các bạn cũng vào trình duyệt và gõ group.google.com để các bạn tạo group group và các bạn add 100 cái người dùng đó vào cái nhóm group này. Đấy, các bạn bấm vào tạo nhóm, tạo mới, tạo một cái nhóm group. Tên nhóm các bạn có thể đặt tên. Mình sẽ dịch sang tiếng Anh cho nhiều người khác biết nữa. Create này. Tên các bạn để tên bất kỳ. Các bạn nhớ là nó không có cái ký tự đặc biệt nha, và không có cái dấu đâu. Nó giống như cái địa chỉ email Chỗ này thì các bạn cứ để mặc định và bấm next thôi. Ở đây mình sẽ dịch sang ngôn ngữ tiếng Việt để các bạn không biết tiếng Anh thì các bạn có thể đọc và hiểu được. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ bấm vào tiếp theo để mặc định. Mọi cái các bạn cứ để mặc định và các bạn bấm vào tạo nhóm ấy. Đấy. Đăng ký từng email, thêm trực tiếp thành viên. Ok, mình sẽ dịch sang tiếng Anh. Bấm vào create a group để tạo nhóm này. Xác thực captcha. Tạo nhóm. Sau khi các bạn tạo nhóm thì các bạn sẽ add 100 cái user mà nãy các bạn vừa download về vào nhóm này. Cái bước này sẽ giúp các bạn thao tác sau này và quản lý 100 cái user này nó dễ dàng hơn. Một user tải download một ngày 750 GB, như vậy các bạn nhân với 100 cái user, như vậy là các bạn đã có 7,5 TB cho một ngày rồi. Hiện tại thì chỉ có một member, một thành viên, và chúng ta sẽ add thêm 100 cái thành viên khi nãy chúng ta tải về nữa. Một thành viên là 750 GB một ngày các bạn nhé. Thế thì nhân với 100 cái user thành viên, 100 thành viên thì các bạn sẽ tải về 7,5 TB cho một ngày. Nếu các bạn tạo nhiều group, nhiều nhóm, nhiều dự án thì nó cứ nhân lên. Ở đây mình chỉ cần 7,5 TB một ngày đã là quá khủng rồi. Các bạn vào cái phần này thì các bạn sẽ thấy toàn bộ các cái email mà Google nó tự động tạo cho các bạn, và các chỗ này các bạn chọn các bạn sẽ cần bôi đen toàn bộ. Các bạn copy hết 100 cái user này.
để các bạn add 100 cái email này vào group các bạn vừa tạo. Các bạn copy và các bạn có thể sử dụng ngay Google Sheet sẵn có. Các bạn có thể bấm vào bảng tính Google Sheet đấy, trang tính nhé, nó giống như Excel. Các bạn bấm mở cái bảng Excel mới. Ở đây các bạn sẽ bấm Ctrl V để dán cái mà các bạn vừa copy được. Ok. Bước này các bạn lọc cái 100 cái email. Các bạn chỉ cần lấy cái email thôi. Cái cột khác thì sẽ không cần. Ok, như vậy các bạn nhìn thấy là 100 cái user đã được tạo nha. Nó không khác gì một cái email ấy. Cái cột này mình sẽ xóa bỏ. Bạn tạo group rồi, bây giờ các bạn sẽ copy từng user, từng thành viên. Mỗi một lần add thì chỉ được tối đa 10 thôi nha các bạn nha. Các bạn add hơn thì nó sẽ báo lỗi. Các bạn chỉ copy 10 thôi. Và các bạn bấm vào More Member. Và các bạn có thể dịch sang tiếng Việt là thêm thành viên. Đấy. Mình sẽ để tiếng Anh More Member. Và các bạn bấm Ctrl V vào đây. Nó sẽ add 10 cái user mà các bạn vừa copy được. Ctrl V. Đấy. Thì nó sẽ có 10 cái user. Các bạn bấm vào More Member để nó thêm 10 cái user vừa rồi. Các bạn lần lượt copy hết 100 cái user đó vào cùng một cái group mà các bạn vừa tạo. Đấy, như vậy là đã có 10 thành viên. Tương tự các bạn copy các cái thành viên còn lại. Chỗ này mình sẽ thao tác nhanh để các bạn nhanh đến bước tiếp theo nhé. 31 thành viên rồi. Tiếp tục copy. Mỗi lần copy chỉ được 10 thành viên thôi nhé. 10 email thôi. Tiếp tục. Phần sau của video thì mình sẽ để lại một cái trang để các bạn có thể tham gia team Drive không giới hạn. Các bạn có thể tham gia vào team Drive. Ở cuối video đấy sẽ có cái link để mà các bạn tham gia team Drive nhé. Nếu như các bạn muốn một cái tham gia vào team Drive bộ nhớ không giới hạn thì mình sẽ chia sẻ cái đường link.
Như vậy chúng ta đã có 81 thành viên rồi, còn 20 thành viên nữa là đủ 100 thành viên. Cái bước thêm này bắt buộc phải thêm thủ công thôi, thì sau này các bạn quản lý 100 người user này nó rất dễ. Ok, như vậy chúng ta đã thêm đủ 100 member, đấy, 100 thành viên vào một nhóm group. Nhóm group này có email của nhóm là chúng ta vừa tạo khi nãy, mình để là tin học thực hành rclan@group đấy, Google. Như vậy bước 4 chúng ta xong rồi. Bước thứ 5 á là chúng ta thực hiện việc copy folder chia sẻ về My Drive cũng như về Team Drive. Đầu tiên mình có một cái folder chia sẻ ở đây, mình sẽ test ngay cho các bạn. Đây là một cái folder chia sẻ ở trên mạng. Mình sẽ copy cái folder chia sẻ này về cái chính cái tài khoản của mình. Như các bạn để ý thì tài khoản của mình nó sẽ không bị chiếm dung lượng. Dung lượng vẫn nguyên 15 GB, không dùng đến nhá. Với cách này thì cái tài khoản của các bạn nó không chiếm bộ nhớ của các bạn, nhưng toàn bộ file nó lại vẫn thuộc về file của các bạn. Đấy. Đấy, như các bạn thấy nhá. Ở đây mình sẽ tạo một cái folder mới, thư mục mới. Mình đặt tên là test download auto download auto recurrent. Download Drive. Các bạn để ý nhé, cái ở cái chỗ tổng cái số ghi đấy, mình có 15 GB đấy. Sau khi mình download về cái tài khoản của mình nó cũng không chiếm cái bộ nhớ của mình. Bộ nhớ vẫn nguyên 15 GB. Các bạn nhớ là phải chia sẻ cái folder này thì các bạn mới copy được nhé. Đấy, các bạn phải bấm chia sẻ cái folder này. Sau khi các bạn copy xong thì các bạn tắt chia sẻ cũng được, không sao. Đấy, như vậy mình đã chia sẻ và mình sẽ lấy cái ID của folder mà mình vừa tạo. Đấy, đây là cái ID của folder của mình. Trừ B 1 trừ E 600 mặc định các bạn giữ nguyên và các bạn copy. Các bạn dán câu lệnh vừa copy được vào đây và các bạn bấm Enter để các bạn theo dõi nhé. Toàn bộ các file nó sẽ được download về cái folder đây. Chúng ta là nó có dòng thông báo lỗi. Lỗi này không sao, nguyên nhân là các bạn chưa chia sẻ cái folder này ở cái dạng mà mọi người có thể chỉnh sửa, nên các bạn vào tùy chỉnh lại nhé. Các bạn nhớ thay đổi này, đầu tiên là các bạn phải chia sẻ công khai, tiếp cái phần edit kia kìa, các bạn phải chọn là người chỉnh sửa nhé. Nếu các bạn chọn người xem thì nó sẽ không copy được, cho nên các bạn phải người chỉnh sửa vào đấy. Ok, và lần này thì các bạn sẽ copy lại câu lệnh đó thì chắc chắn là nó sẽ copy được vào folder My Drive của các bạn. Và mình sẽ bấm mũi tên lên để nó copy lại cái câu lệnh đó. Đấy, toàn bộ cái câu lệnh lỗi khi nãy bây giờ mình sẽ copy lại. Và các bạn để ý cái folder kia là các cái file nó sẽ được download về. Đấy, một cái video nó đã được download về và các cái video khác nó đã download về cái chính cái My Drive của các bạn, nhưng mà cái bộ nhớ nó lại không bị sử dụng. Đấy, 1 GB đã download về. Download rất nhanh các bạn nhé. Trong quá trình mà
nó có cái thông báo lỗi như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì không vấn đề gì, bởi vì nó cũng đã copy đủ toàn bộ các file rồi. Đấy, 32 video. Đấy, khi mà mình bấm tải lại thì các bạn thấy là cái bộ nhớ của mình ấy, nó chỉ sử dụng là 2 KB thôi. Cái cách này đấy, chủ sở hữu nó không phải là cái email thông thường của mình mà nó là cái email tự động do Google tạo ra. Cho nên cái bộ nhớ của bạn thoải mái nhé. Với cách này thì các bạn có thể copy rất nhiều dữ liệu vài T vào chính cái tài khoản của các bạn mà nó lại không mất cái dung lượng của các bạn. Đấy, các bạn thấy là cái bộ nhớ của mình nó không bị tăng lên kia. Đấy, mình bấm tải lại rồi. Mình đã copy hơn 1 GB nhưng mà cái bộ nhớ nó không bị đã sử dụng. Đấy, như vậy mình đã test vào cái chính tài khoản của mình mà cái bộ nhớ nó lại không bị chiếm dung lượng. Một cái thủ thuật này mình thấy hay đấy. Đấy, đầy đủ các video, đầy đủ các file. Bây giờ mình sẽ test tiếp. Mình thử download tiếp một cái folder khác. Cái folder này nó sẽ có nhiều cái folder con và các file ở bên trong hơn. Mình sẽ ghi là test 2. Các bạn nhớ khi tạo folder nhé. Nếu như download về My Drive thì các bạn bắt buộc phải chia sẻ ở dạng công khai. Đồng thời là phải cho mọi người có quyền edit chỉnh sửa. Sau khi các bạn download thành công thì các bạn lại tắt chia sẻ đi là được. Đấy, các bạn bấm vào người chỉnh sửa thì các bạn download nó mới không bị lỗi nhé. Đây là bắt buộc, nếu các bạn chỉnh người xem thì các bạn download bị lỗi giống như khi nãy mình bị lỗi đấy. Ok, mình sẽ tiếp tục test download vào cái folder test 2 này. Mình cũng lấy cái ID của folder này, mình sẽ copy các cái folder chia sẻ vào cái folder test 2 này. Cái ID này là mình nhầm, cái ID này là cái ID chúng ta cần copy. Đây mới là cái ID copy vào về cái folder của mình vừa tạo. Đấy. Các bạn để ý này. Mình sẽ lấy một cái đường dẫn chia sẻ, folder chia sẻ ở trên mạng. Cái ID này các bạn thay thế bằng cái ID folder chia sẻ. Đó. Ở đây mình có một cái folder chia sẻ đường dẫn đây cho các bạn xem là nó có 5 cái folder bên trong và có nhiều file bên trong nữa. Đây là cái ID. Đây là cái ID của nó. Các bạn copy để các bạn tiếp tục nha. Các bạn để ý là cái bộ nhớ của các bạn nó không bị chiếm dung lượng. Thế mới hay. Đấy, và mình tiếp tục test download về cái folder test 2 kìa. Mình sẽ bấm Enter và các bạn theo dõi ở cái folder test 2 nó sẽ xuất hiện các cái file cũng như folder nó download về. Đấy, hai folder download về. Và các bạn thấy là nó đã download được 2 GB, 3 GB. Ba ghi. Bốn ghi. Tám ghi. Chín ghi. Đấy, chúng ta thấy là toàn bộ các file nó sẽ download về. Và các bạn thấy là bộ nhớ thì nó vẫn nguyên là 2 KB. Nó không tăng lên. Đấy.
Cách này các bạn có thể download rất nhiều các cái file về chính cái tài khoản miễn phí của bạn, chỉ có 15 GB thôi. Đấy. 15 GB kia nó chưa chiếm vào cái nào. Ok, bước tiếp theo mình sẽ có một cái đường link để các bạn có thể tham gia Team Drive miễn phí nhá. Đây mình sẽ paste vào đây và mình sẽ test tiếp là download về cái Team Drive bộ nhớ dùng chung. Đầu tiên thì mình sẽ tham gia vào cái bộ nhớ dùng chung này. Đấy, mình sẽ đặt một cái tên là Team Drive. Tên này bạn để tên bất kỳ. Và các bạn add cái email của các bạn vào đây, email của mình. Đó. Tiếp theo các bạn đây là danh sách các trường học các bạn chọn bất kỳ các trường học quốc tế đấy. Tuy nhiên thì mình cũng không khuyến khích các bạn lưu trữ dữ liệu quan trọng vào Team Drive bởi vì Team Drive nó cũng có thể xảy ra mất mát dữ liệu. Tuy nhiên ở đây mình vẫn có một cái đường link để các bạn có thể tham gia Team Drive bộ nhớ dùng chung miễn phí. Ok, thành công. Ở đây mình sẽ bấm vào tải lại thì sẽ có cái bộ nhớ dùng chung luôn. Đó, bộ nhớ dùng chung đã tham gia thành công. Tìm được rồi. Và mình sẽ test download vào cái bộ nhớ dùng chung này cho các bạn. Download không giới hạn. Đấy. Cái này thì các bạn sẽ bấm vào quản lý thành viên và cái chỗ này thì các bạn chỉ cần add cái group mà khi nãy các bạn tạo á. Như vậy là 100 thành viên ở trong cái group đấy, các bạn chỉ cần add đúng một cái email của group mà thôi. Đấy, email. Đây là cái email của nhóm, mình sẽ copy cái email của nhóm này vào. Đây chính là lý do mà vì sao các bạn nên quản lý user bằng nhóm. Thay vì là các bạn add 100 người thủ công này kia. Đây các bạn chỉ cần add đúng cái email của nhóm thôi. Vì có 100 thành viên trong nhóm này. Đấy các bạn add đấy, nó có 100 thành viên bên trong. Các bạn chỉ cần add đúng một cái email của nhóm thôi. Đấy. Và các bạn cũng ở cái chỗ này các bạn chọn là người quản lý nội dung nhé. Người xem thì các bạn không copy được đâu. Và bấm vào chia sẻ. Ok. Đấy. Các bạn thấy là một nhóm và một người. Một nhóm có 100 thành viên và người quản lý là cái email chính của các bạn. Ok. Ở đây mình sẽ tạo một cái thư mục mới để mình test download về cái thư mục này. Test download. Đấy. Trong bộ nhớ dùng chung này thì các cái folder bên trong các bạn muốn download về thì các bạn không cần phải chia sẻ nữa bởi vì các bạn đã chia sẻ toàn bộ bộ nhớ dùng chung rồi. Ở đây mình sẽ tiếp tục test download về cái folder vừa rồi nhé. Bạn nào thích có thể tham gia Team Drive, mình sẽ để được cái đường link để các bạn tham gia Team Drive thoải mái. Bộ nhớ dùng chung không giới hạn. Đây mình sẽ test vào download Team Drive nhé, bộ nhớ dùng chung nhé. Ở phía trên khi nãy thì mình đã test vào download về My Drive rồi. Đấy các bạn thấy là nó download rất nhanh, 3 GB rồi. Các folder 6 GB. 6 GB đã download. 7 GB. Tám ghi. Như vậy nó download rất nhanh chóng vào bộ nhớ dùng chung. Như vậy với cách này thì mình đã chia sẻ cho các bạn cách để mà download folder chia sẻ về cái tài khoản My Drive của các bạn. Mà My Drive của các bạn chỉ có 15 GB thôi, nhưng mà các bạn có thể download folder chia sẻ của mọi người vài tê vào My Drive. Và phần thứ hai đây mình đang hướng dẫn cho các bạn là download về Team Drive bộ nhớ dùng chung. Và mình có một cái đường link để các bạn cũng có thể tham gia vào Team Drive group, nhưng mà mình không khuyến khích các bạn lưu trữ dữ liệu quan trọng vào Team Drive.
Như vậy với cách này thì các bạn có thể download 7,5 TB một ngày. Như vậy là ở video này mình đã kết thúc rồi. Xin chào và tạm biệt các bạn. Nếu như các bạn có vướng mắc trong vấn đề thực hiện cái bài thực hành này, các bạn cứ để lại comment, hy vọng mình sẽ chia sẻ. Và các bạn nhớ theo dõi cái video của mình, bởi vì video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách khác để copy folder chia sẻ vào cái tài khoản MyDrive cũng như vào Team Drive, nhưng mà nó bằng Google Collab, có lẽ là nó cũng sẽ dễ hơn cách này. Tuy nhiên thì với cách này thì các bạn xem kỹ video.